Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo báo cáo, đến nay, các đơn vị chức năng đã hoàn thành 40 trên 43 đầu việc theo kết luận tại hội nghị giao ban các cơ quan khối đảng, mặt trận và các đoàn thể quý 1 năm 2022. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng và triển khai nhiều hoạt động, chương trình đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận số 201 về sửa đổi bổ sung, điều chỉnh chương trình số 01 và chương trình số 08 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong quý, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ các quận ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119, tăng cường chỉ đạo công tác phân cấp ủy quyền khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo sự ổn định thông suốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các ban, ngành chức năng tiếp tục rà soát các chỉ tiêu còn lại để hoàn thành kế hoạch đặt ra, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề còn tồn động. Trong tác xây dựng đảng thì tôi đề nghị là ngoài những việc chung thì đề nghị các đồng chí tập trung mấy ý thế này. Một là phát triển đảng viên, chứ còn 6 tháng đầu năm là thấp quá. Năm nay phải ít nhất là phải kết nạp được 1.530 đảng viên là thấp nhất. Theo chỉ tiêu như hiện nay mới được khoảng 360, rất thấp. Cho nên là đề nghị các đồng chí hết sức chú ý vấn đề này. Đặc biệt là những cái quy định 24 về cái thi hành điều lệ đảng đang cho phép cái việc là kết nạp công nhân lao động sinh viên ở các nhà máy xí nghiệp ở trên địa bàn dân cư thì các đồng chí phải nghiên cứu cái ý này để mà trong chỉ đạo, trong phân công để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên để tăng cái số lượng này. Cái thứ hai nữa là tổng kết các cái nghị quyết về bộ máy biên chế, các cái kết luận của Trung ương, triển khai các kết luận của Trung ương thì đề nghị là đã nói ban tổ chức rồi thì ở phạm vi quận huyện thì có thể kết hợp hình thức trực tuyến hoặc là cái theo hình thức khác thì phải đưa những thông tin này đến với cán bộ đảng viên. Những chủ trương này rất mới, những cái này là ý chí chính trị rất cao để mình thực hiện, nhất là công tác tinh giản sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế gắn với hiệu lực hiệu quả. Đề nghị các đồng chí hết sức chú ý cái này. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái tuyên truyền, như đã nói thì ban tuyên giáo hết sức chú ý và các địa phương cũng phải nhấn mạnh và hết sức chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong tuyên truyền thông tin các chủ trương chính sách. Liên quan đến nhóm vấn đề kinh tế xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng, phục hồi, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung vào tuyên truyền, kết nối, hướng dẫn để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn là tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của thành phố sau đại dịch. Thì cái này tôi thấy là vai trò của mình cũng hiện nay cũng hơi mờ nhạt, nhưng chưa rõ lắm về công việc của mình. Rồi các cái chính sách hỗ trợ người dân như là cái quyết định 08 nó chẳng hạn, thì tôi đề nghị là các quận ủy hết sức chú ý chỉ đạo cái việc này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm người dân phản ánh sau các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu đúng về việc tiêm chủng. Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan lên kế hoạch tổ chức chú đáo gắn với nhiều hoạt động thiết thực, tránh bỏ sót đối tượng.